Xin chào các bạn, mình là Chiến DC Buddy đây. Nay mình và Trường Hồng Phạm vẫn tiếp tục công cuộc là dọn những cái hữu cơ chất bẩn ở trên bề mặt. Cỏ thì mình sẽ một bữa dọn sau. Tiếp tục. Okay. Hôm nay mình sẽ dọn như đây. Bún miến hay cái gì đây? Tiếp tục những cái rác, cây khô, cành khô rất lâu rồi. Người game thiện lành thì vẫn đang mặc trang phục chuẩn bị. Hai anh em chuẩn bị dọn dẹp phục vụ đây. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay anh em chúng tôi lại bắt đầu chương trình làm sạch đẹp đường phố. Nói như ngoài đây. Chào tất cả mọi người, anh em chúng tôi bắt đầu lại chương trình tiếp tục làm sạch đẹp vệ sinh đường phố cho thật sạch đẹp. Như chúng ta đã thấy. Chào các bạn nha, anh em lại tiếp tục đây. Cũng làm nhiều, bám hết ở bề chỗ xây bỉa này, không biết đâu.
mặt này nhưng bữa sau mình làm bữa cỏ nữa là đẹp. Cái này đất đây nó phải kết lại cũng như cả mấy năm rồi nhỉ? Đúng rồi, dày lắm. Cỏ là dễ lia lia luôn, bữa sau rồi ạ, lia sạch luôn. Rêu nó thành lớp phết đấy nhỉ, con người nó khác hẳn. Rêu hết. Chú ơi, nó thóc rơi cả xuống dưới này. Nó bung rồi. Đều nó bung.
chạy qua anh bảo chăm chỉ đấy các bạn. Anh dựng xe xuống anh làm cùng để ý này sẽ còn hay hơn nữa. Vâng. Rêu với cả mấy cái bề mặt nó bật này. Ơ cái này anh quẹt đi chứ này. Anh quẹt đi. Thank you.
hơn nhiều nhá. Cái chất hữu cơ, chất bẩn ở trên bề mặt đã được anh em chúng tôi dọn sạch. Chiếc đó rồi. Đây, đây nữa anh Phúc ơi. Tất cả ven luôn thì chỗ gốc cây này làm sạch hết. Rêu riếc ở trên bề mặt này. Đâu đó tiếng xẻng quẹt quẹt. Ok. Này phải 3-4 cái bao tải nhỉ anh Phúc nhỉ? Mình đủ bao tải không ta? Với anh em thiện lành. Hả? Sao mất đây? Bẻ ra. Cho luôn vào chứ. Mai mình lại dọn đấy. Ôi giời ơi, một đống rạng lớn. Đấy, cành khô có gì đâu. Đây, chờ các bạn.
Đây là những chất bẩn trên bề mặt ngoài cỏ nhé, rất nhiều. Cái này nó kết phải vài năm rồi. Theo người anh em thiện lành suy đoán thì nó còn mấy chục năm cơ, đúng không? Ngoài cỏ. Bẻ ra đấy, một cái đấy bẻ ra. Cái này còn vàng nha. Cái này mà vàng chúng ta dầu to đấy. Chạy mất dép. Sao chạy mất dép? À, nếu cái đống này là vàng thì sao? Qua Nhật ngay chạy mất dép. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con. Hả? Các bạn mồ hôi mẹ, mồ hôi con cay hết cả mặt. I hear you breathe, that healthy breath. I know it's all of you that I get. One bedroom flat, I lock the door and put that photo of her on the floor. Been here for hours, it's getting dark, and we did everything and nothing at all. And I should leave, 'cause this is bad. Your hands make up for the love we don't have. Down in the abyss with you.
xin chào các bạn. Hôm nay mình đã dọn xong video hôm trước.